vật kiêng kỵ đặt trên bàn thờ phải tuyệt đối tránh, kẻo ông bà của trách, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc xin được hỏi các bạn một chút. Trong mái ấm của chúng ta thường đặt bàn thờ để bày tỏ tấm lòng thành kính với gia tiên tiền tổ. Nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc rằng liệu những đồ vật mà mình đặt trên bàn thờ có thuận theo phong thủy hay không? Bởi quý vị cũng biết đấy, bàn thờ là nơi linh thiêng, góp phần thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu trong gia đình đối với tổ tiên và những người đi trước. Nếu không muốn gánh phải tội bất kính thì chúng ta cần tuyệt đối tránh bày những đồ vật đại kỵ trên bàn thờ. Vậy đó là những đồ vật nào? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc đi tìm hiểu ngay sau đây. Đứng vị trí đầu tiên là hoa giả cấm kỵ đặt lên bàn thờ. Các chuyên gia khuyên rằng bất kể là cúng lễ hay không, nếu muốn trưng hoa trên bàn thờ thì bạn nên sử dụng hoa tươi, tuyệt đối không nên bày hoa giả lên bàn thờ. Đồ giả sẽ làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của nơi linh thiêng, cũng như là ảnh hưởng tới sự lưu thông nguồn sinh khí, mất đi cảm giác thoáng đãng. Việc thờ cúng cốt ở cái tâm, ở tấm lòng thành. Vì vậy, dù ít dù nhiều thì bạn cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Ngoài ra, khi hoa có dấu hiệu vàng úa, héo hoặc khô thì bạn nên bỏ ngay, vì điều này sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc gặp nhiều trắc trở. Thứ hai là các loại trái cây giả không được bày trên bàn thờ. Nhiều gia đình vẫn đặt những đĩa quà giả trên bàn thờ trong suốt cả một năm để trông cho đẹp mắt, như nải chuối giả, nho giả, đu đủ giả. Việc này cũng như việc trưng bày hoa giả, tốt nhất là không nên làm. Hãy chọn những loại hoa quả còn tươi ngon. Khi quả có dấu hiệu héo hoặc thối cũng cần hạ xuống ngay. Thứ ba là cành vàng lá ngọc không đặt trên bàn thờ. Nhiều người đi lễ đền chùa hay có thói quen mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi sau đó lại xin lộc mang về trưng trên bàn thờ. Tuy nhiên, điều này là không nên nếu bạn không muốn vong theo về nhà. Bạn coi cành vàng lá ngọc là lộc, thế nhưng đó là nơi mà vong và đủ thứ có thể bám vào. Tốt nhất là sau khi dâng lên được bể trên trứng giám thì nên hóa đi, chớ nên mang về nhà. Cũng theo nhà Phật thì cũng hoàn toàn không có việc bày cành vàng lá ngọc lên bàn thờ, mà đó chỉ là triết lý dân gian. Trước đây, trong những ngày đầu xuân mới, người dân đi hái lộc thường là những chồi non, nhưng giờ họ thay bằng hình thức mua những cành vàng lá ngọc, hoa để cầu sự phú quý. Đó có thể coi là lấy may đầu xuân, chứ không phải vật để thờ cúng. Việc cắm cành vàng lá ngọc cài ngược cài xuôi nhằm mong phú quý, nó thuộc về tâm tà mê tín. Chính tín là đồ thờ trên bàn thờ phải là đồ thật thanh tịnh. Thứ tư là các loại tiền vàng giả cấm kỵ bày trên bàn thờ. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng mã lưu trên bàn thờ cả năm. Điều này là không nên. Năm mới bước sang một giai đoạn mới, những đồ trên bàn thờ cần đốt hóa để mọi thứ đều mới. Cần phải hóa số tiền vàng đó vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào, năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian, nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. Thứ năm, một số loại hoa cấm kỵ bày trên bàn thờ. Hoa ly.
Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ, kiêu sa. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì không nên dâng hoa ly lên bàn thờ vì tránh đi tên gọi của loài hoa này. Ly được cho là ly tán hay chia ly. Chính vì vậy, tốt nhất bạn không dùng chúng để dâng trên bàn thờ tổ tiên để mong cho mối quan hệ gia đình, dòng họ hay thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp không bị ảnh hưởng. Thậm chí kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật. Hoa đài. Một trong những loài hoa mà bạn tuyệt đối không bày trên bàn thờ kẻo tán tài tán lộc, đó là hoa đài. Đây được biết đến là một loài hoa thơm, màu đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì đây vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sự tích Lào thì hoa đài cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Chính vì thế, việc bày trí hoa đài trên bàn thờ được coi là thiếu tôn trọng với tổ tiên và thần linh. Chính vì thế, khi chọn hoa đặt trên bàn thờ thì gia chủ nhớ tránh loài hoa này nhé. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt có màu sắc rất đẹp. Tuy nhiên, vì tên gọi của chúng không được hay cho nên không được lựa chọn để đặt lên bàn thờ. Vì theo quan niệm dân gian, như vậy sẽ thiếu đi nét thành kính, trang nghiêm cần có. Chính vì những lý do trên, bạn cần tránh bày loại hoa này trên bàn thờ, sẽ làm mất đi phần nào sự trang trọng, trang nghiêm vốn có của khu vực thờ cúng. Thứ 6, những loại quả không nên bày trên bàn thờ. Những loại quả có gai nhọn. Nhiều người quan niệm người thân lúc sống thích ăn loại quả gì thì khi họ mất đi sẽ thắp hương cho họ bằng loại quả ấy. Bởi vậy mà có một số người vô tư đặt sầu riêng mít lên bàn thờ. Thế nhưng xét trong khía cạnh phong thủy thì những loại quả có gai nhọn này sẽ phá vỡ sự bình yên của gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới bình an, sức khỏe của các thành viên. Hoa quả có mùi thơm nồng nặc. Mít hay sầu riêng cũng nằm trong danh sách những loại hoa quả có mùi thơm nồng nặc không nên bày trên bàn thờ ngày mùng 1. Mùi của những quả này đôi khi còn gây khó chịu cho người sống, huống hồ còn đặt lên nơi trang nghiêm như bàn thờ. Dù thích đến mấy, bạn cũng chỉ nên chọn loại quả có mùi thơm thoang thoảng, ngọt ngào vừa đủ. Trái cây bị méo mó. Chỉ nên chọn những loại quả tròn trịa, đều đẹp để thắp hương vì chúng mang năng lượng tốt, tượng trưng cho sự tốt lành, suôn sẻ, thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu. Những quả bị méo mó ở phần đầu, da sần sùi, có nhiều vết sẹo do ong đốt, xước sát sẽ mang đến năng lượng không tốt, ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Quý vị thân mến, để nâng cao yếu tố phong thủy phòng thờ và kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc cùng vận may với gia đạo, có rất nhiều người đã tìm cách bài trí các vật phẩm phong thủy khác nhau lên bàn thờ, và cây xanh cũng là một sự lựa chọn được nhiều người cực kỳ ưa chuộng bởi nguồn sinh khí tốt lành mà chúng mang lại, đồng thời cũng biểu lộ được ý nghĩa ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Vậy bạn đã nắm bắt được những loại cây phù hợp để đặt trên bàn thờ gia tiên hay chưa? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đứng thứ nhất là cây vạn lộc. Giống như tên gọi, cây vạn lộc là biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc. Dáng cây khỏe khoắn, nhánh lá thanh mảnh, tràn đầy sức sống. Đặt cây vạn lộc trên bàn thờ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Những tán lá có màu đỏ hồng tượng trưng cho điềm lành, giúp xua đuổi tà khí và những điều không may mắn, gia tăng vượng khí.
người sở hữu cây này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền bạc dồi dào, tràn đầy sức khỏe và gia đình luôn êm ấm. Đặc biệt khi cây ra hoa là một tín hiệu đáng mừng, báo hiệu những chuyển biến tốt đẹp sắp đến. Vì vậy, đây là một trong những loại cây rất được ưa chuộng đối với gia chủ. Đứng thứ hai là cây phú quý. Một chậu phú quý nhỏ thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ, hồng rất đẹp mắt. Ngoài ra, loại cây này còn có công dụng thanh lọc không khí, giúp nhà bạn trong lành hơn. Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý khi đặt lên bàn thờ sẽ tẩy uế tà khí, khiến cho gian thờ nhà bạn không bị ô uế. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý cứ ùn ùn kéo tới. Đứng thứ ba là cây phất dụ xanh, cây phát tài. Cây phất dụ xanh được phong thủy biết đến như một loại cây đem lại may mắn về tài lộc. Khi trồng cây phất dụ, gia chủ nên trồng hướng đông hoặc đông nam trong nhà, vì khu vực này thuộc mộc, là nơi ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Tuy nhiên, khi trồng, mọi người nên giảm bớt lá để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Các nhà phong thủy tin rằng đây cũng là một loại cây nên đặt trên bàn thờ để cầu may mắn tiền tài cho mọi thành viên trong nhà. Đứng thứ tư là cây trầu bà đế vương. Cây trầu bà đế vương có bộ lá đẹp, dù màu xanh hay màu đỏ thì đều có màu sắc rất bóng bẩy và rực rỡ. Dáng cây toát lên thần thái của sự vương quyền mà không một loài cây nào có thể sánh kịp. Cây đế vương chính là biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh. Người ta tin rằng đặt một chậu cây trầu bà đế vương lên bàn thờ sẽ giúp gia tăng vượng khí cho ngôi nhà và tài vận cho gia chủ. Những ai sở hữu loại cây này sẽ tránh được những thị phi xui xẻo trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ của Phú Quý Tài Lộc trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về việc bài trí các đồ vật trên bàn thờ sao cho hợp lý để gia đạo luôn được bình an hạnh phúc, vạn sự hành thông, thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên rằng tấm lòng thành kính xuất phát từ sâu bên trong mới là điều duy nhất có thể kết nối được sợi dây vô hình giữa hai cõi trần, âm. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.